Nguyễn Trọng Nhân, cầu Long Hồ, nơi thượng nguồn sông Hương quen thuộc. Chúng ta tiếp tục thăm Huế ngày hôm nay. Dạ, Minh Vui xin chào tất cả mọi người nhé. Từ cầu Long Hồ chúng ta có thể nhìn qua thấy được cái đỉnh chóp của ngôi chùa Huyền Không Một. Huyền Không, người dân hay quen gọi là Huyền Không Một, vì ở Huế có hai ngôi chùa Huyền Không, một là Huyền Không Sơn Thượng và hai là ngôi chùa đấy tại phường Hương Hồ. À, đây ngôi chùa Huyền Không này là nơi mà vừa rồi chắc là thông tin cộng đồng ai cũng biết, đó là MC Đại Nghĩa về đây để giao duyên khóa tu hình như 3-4 ngày chứ đó. Dạ, và tại khu vực này đấy, tại con sông hình như sông này sông gọi là sông Bạch Yến thì phải, giao nhau về sông Hương qua cây cầu Long Hồ. Dạ, tại Hương Hồ mọi người. Nơi con sông còn cái dòng nước đục của mùa lũ vừa qua. Dạ, hôm nay cũng là những ngày đầu tuần, như những ngày đầu của tháng 11 2022, tiếp tục thăm bà con xứ Huế. Dạ, tiếp tục thăm xứ Huế chiều nay tại Hương Hồ nha mọi người. Và chiều nay thì em vui cũng có một nơi đã lâu rồi đi cùng, là có người Huế nhưng cũng ít đến khu vực này, thì chắc cũng lần đầu tiên để đi vào đó đưa bà con mọi người xa gần vào thăm một nơi gần với khu vực này. Đây có ngôi chùa Hương Vân thuộc Hương Hồ nha mọi người, và đây là tuyến đường mang tên là đường Văn Thánh. Dạ, và tuyến đường Văn Thánh bắt đầu từ cầu chúng ta vừa ngang qua rồi kết thúc tại khu vực trước mặt chùa Linh Mù, về dưới kia là đường Nguyễn Phúc Nguyên. Dạ, đây vòng qua đây là vì nơi đây có khu họp chợ Hương Hồ. Đi trước thì thấy cái mặt trước nó không có được rộng cho lắm, đi phía sau này mới nhìn được cái tổng thể ngôi chợ mọi người này, chợ Hương Hồ đó. Chợ đi họp họp vào buổi sáng. Mặc dù chờ rất là rộng nhưng mà bà con học chỉ học buổi sáng thôi, không học buổi chiều. Nếu như có học chờ thì rất là thú vị đây. Dạ, vì em vui đi lúc này là một buổi chiều cho nên chỉ nhìn cái khuôn hình của chờ thôi mọi người. Dạ, chờ Hương Hồ. Rồi chúng ta cùng dọc theo Văn Thánh để đến một nơi để biết thêm xứ Huế, có những nơi mà chúng ta thường ngày qua lại nhưng mà cũng chưa giới thiệu cho mọi người nơi. Dạ, đặc biệt là trên kênh Yên Vui. Dạ, khu vực này thuộc đường Văn Thánh của Hương Hồ, chắc là những cái tổ và những khu vực đầu tiên của phường đây. Dạ, bắt đầu từ dưới trung tâm thành phố đi lên thì chúng ta ngang qua khu vực này là gọi là đầu của địa phương này đó. Và em vui đang đi từ khu vực chợ Hương Hồ thì bà con đi về hướng Linh Mù nha mọi người. Và để đến thăm một cái công trình thì hy vọng mọi người đồng hành với em vui xem để biết thêm ở Huế và có những cái công trình lịch sử. Dạ, cũng như đời sống bà con thường ngày em vui chia sẻ trên kênh của mình. Dạ, đặc biệt hôm nay cũng là ngày rằm. Dạ, ngày rằm 15 tháng 10 âm lịch. Tại bà con đi trên đường, người nào trên tay có hoa có hương chắc là đi thắp hương đâu đó. Dạ, và công trình Yên Vui muốn nói tới ngày hôm nay là chính là khu vực này, từ những cái cổng đã phủ kín rêu phong từ nhiều năm. Phía trước là dòng sông Hương. Dạ, đó chính là miếu Văn Thánh. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu nha mọi người.
đây chuẩn bị trong bóng cho mùa Tết rồi đấy. Tết này chắc là các bạn trẻ cũng như những người yêu mê cảnh đẹp hoa tươi thì lên khu vực này là sẽ có hoa đó, hoa để chụp ảnh, công trình được bảo tồn tôn tạo trong năm 2011. Đây một kia cổng bộn trụ biểu Pháp Lam rất quen thuộc, hình ảnh của đây là bến sông tại Vân Thành Miếu, Vân Thành Miếu. Ngày nay đưa mọi người đi thăm Vân Thành Miếu. Đây hình như nghe nói chuẩn bị có tu bổ sửa chữa lại thì phải. Nghe nói có nhà đầu tư cùng vào tìm hiểu cho lâu lắm đó, ở Huế mà cũng có, khi nào đi vào đây để thăm thông tin cả. Vâng, thành tổng thể con vùng bảo vệ di tích văn phòng của nó nha. Thấy đi ngang đây thấy cổng đầm mượn vào cổng tập quan là một cái mái cũng như bao cái mái nhà cả. Thông reo vi vu. Chào mày chị. Chào anh. Review. Review Huế. Đây, qua khỏi kia trong tâm quang. Là phía trong, từ phía trong nhìn ra phía dòng sông đó mọi người. Để sơ lược những hình ảnh cùng biết thêm khu vực Vân Thành Miếu chiều nay. Ngang qua xứ Huế. Hình ảnh rất là đẹp. Cái cổng tam quan đây này. Gọi là cổng tam quan, còn ngoài kia là người ta hay gọi là cái mốn chí mốn đó. Vân Thành nằm trong quần thể di tích cố đô Huế. Đền Vân Thành có tuổi đời hơn 200 năm, là một trong những di tích có giá trị văn hóa kiến trúc nổi bật dị thời nhà Nguyễn. Di tích này nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. Đây cổng tam quan, chúng ta đi vào cổng chính nha. Cổng này hồi xưa người thường được đi đâu, đi hai bên này. Vào phải ra trái đó. Kiến trúc mọi người thăm sơ nơi đây chắc là có sửa chữa lại rồi. Để xa lược một vài sau khi qua đây thì nhìn thấy hai cái dãy này, là để em vui vừa cập nhật một chút để cho mọi người biết thêm này. Vào trong này thì quay ngược ra ánh sáng sáng hơn đúng không? Ngoài này rất tối. Trời ngày hôm nay Huế cũng có gió mà âm u. Không được nắng đẹp cho lắm chiều hôm nay. Những di tích có giá trị văn hóa kiến trúc nổi bật dưới thời nhà Nguyễn. Di tích này nằm cách trung tâm thành phố 5 km, về phía tây, dọc theo thượng nguồn sông Hương thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1808 dưới triều vua Gia Long, nhà vua cùng triều đình đã quyết định chọn một quả đồi gần chùa Thiên Mụ, sát
tạ ngàn sông Hương để xây văn miếu vị trí văn thành miếu hiện nay, và mở Quốc Tử Giám. Công việc xây dựng văn miếu được khởi công ngày 17 tháng 4 1808 đến ngày 12 tháng 9 1808 thì hoàn thành. Văn thành hay còn gọi là văn miếu là cách gọi tắt tên của một ngôi miếu. Văn thành là nơi thờ Đức Khổng Tử, người được hậu thế tôn vinh là Vạn Thế Sư Biểu, người thầy của muôn đời. Các công trình kiến trúc chính đều xây trên mặt bằng ngọn đồi cao gần 3 mét so với nền đất xung quanh. Di tích có hai vòng thành bao quanh. Khu vực thành nội có 3 cổng. Từ khi thành lập đến nay, đền Văn Thành đã trải qua nhiều tu sửa, xây dựng thêm các công trình phù vào các năm 1818-1822, 1895 và 1903, năm 1947 khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đã tàn phá nơi này khiến nhiều công trình bị hư hại nặng nề. Từ công trình đi vào, du khách sẽ được vào khu vực thành nội của di tích Văn Thành. Tại đây có cổng thành với những bậc thang được chia làm 3 dãy, phân chia bởi 4 con rồng đá. Là nơi chúng ta bước vào cổng tham quan đó. Trung tâm của di tích là 2 dãy nhà 32 tấm bia tiến sĩ, nơi được khắc tên tuổi của những người thi đỗ tiến sĩ thời xưa. Đó là nơi có. Chúng ta đi một vòng của một dãy đó nè, qua dãy còn lại nha mọi người. Cập nhật chút thông tin để biết thêm nơi này nữa. Tấm bia đã khắc tên vị tiến sĩ dưới thời Nguyễn được đặt trên lưng những con rùa để được xem là biểu tượng cho sự kính trọng, tuyên dương những người thành công trên con đường thi cử. Phía cuối hai dãy là hai nhà bia đá lớn, gồm bia của thánh tổ nhân hoàng đế tức vua Minh Mạng viết về việc thái giám không được liệt vào hàng quan lại. Nhà bia còn lại là của hiền tổ Dương Hoàng Đế tức vua Thiệu Trị, nói về việc họ hàng bên ngoài của nhà vua sẽ không được tham gia vào việc chính quyền. Đó là hai cái nhà bia cuối cùng đó. Văn Thành là một di tích lịch sử quý giá, đánh dấu thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo, thời kỳ vương triều Nguyễn dùng nho học làm phương tiện trợ giúp đắc lực để thiết lập quyền thống trị trên toàn quốc. nghe đâu nói ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có tờ trình là đồng ý nhân dân tỉnh về việc duyệt đầu tư dự án tu bổ tôn tạo phục hồi di tích Văn Thành với số tiền là cũng 60 mấy tỷ đồng đó. Hay những tấm bia được dựng trên những con rùa. Và đây là hai ngôi nhà bia mà có khắc những cái câu chuyện mà em vui vừa sơ lược qua đó mọi người. Hai những tấm bia đã ngàn năm nằm được nằm trong ngôi nhà bia thì không bao giờ bị bào mòn nữa.
Rồi những cái hàng chữ nhỏ mọi người. Có ai tới đây đục lên mấy cái bia ngày đi chữ lên tên biểu hai bên hai nhà bia. Đó, thì có nội dung như thế nào thì em mới có đọc sơ được, chỉ còn vô đây thì còn chữ nhỏ thời xưa thì không ai biết được. Đây mặt 6,6 này, sân khoảng sân rất là lớn, bậc có 2 cộng 2 bên này mọi người. Đấy bên này phía tây một cộng mà phía đông một cộng, còn phía sau này chắc hồi xưa là một cái giống như cái điện á, vì mới thấy có cái lỗ trụ này đó, còn cái chỗ nó để dừng trụ có thấy là như một cái nền nhà đó. Dạ đây này. Và bây giờ thì cũng có nơi làm cái bàn bể bàn thờ để cho chắc thường năm hay là ngày rằm là chia có người đến thắp hương vãi cũng. Dạ đây có ai mới vừa thắp hương xong á, trên những cái bạch giang. Dạ bên cạnh đây còn lại cái nền vết tích dấu tích xưa đấy. Dạ thì cái lỗ này là chắc là lỗ của các cái tù. Dạ chắc hồi xưa đây cũng là một cái mãi giống như một cái điền đó mọi người. Dạ. Vui nghĩ là như vậy. Đó, hai bên có 2 cộng và 2 dải bia thì nhưng vừa có sơ lược thì mọi người cũng nghe qua rồi. À, đến đứng đây thì toàn nhìn lên phía tây toàn thấy núi không. Dạ yeah. Là Liễu Văn Thạnh. Dạ yeah. Ngày hôm nay ngang qua đây cũng vui, cũng mà buổi xin ghi hình rồi nói sơ cái kia công trình lịch sử này, có chi không phải thì mọi người bỏ qua cho nha. À, yêu vườn lẹo thẹo nói sơ lược để cho biết thêm. Dạ yeah. Hai bên hai ngôi nhà bia thì ở bên đó chắc cũng khắc những cái chữ nhỏ mà chúng ta biết được qua lời ghi lại đó thôi. Dạ yeah. Thì còn vào trong thì cũng chữ bằng chữ nhỏ hồi xưa thôi, mình cũng không biết được. Dạ yeah. Nghe đâu tại tạo lại để giống như phục dựng cho có kiểu như là thu hút du lịch đấy ạ mọi người. Vì ở đây đúng là thiếu đi ngang là thấy khách du lịch vào đây để tham quan là những cái chỉ đò vui chơi. Sau đó biết là mặc dù công trình xưa nhưng mà bây giờ thì dùng vào du lịch thì chắc là có cảnh rồi có những cái chỉ đò hay người ta đến nhiều hơn thu hút. À, nói chung là nhiều người đến để tham quan rồi vừa biết thêm là vừa có những cái tấm hình kỷ niệm là chắc cũng hướng đến du lịch biết đến nhiều hơn đây. Nên mình nghe nói sửa chữa lại nó biết có lâu nữa không hay là gì đó là bởi kia là bởi những cái đề nghị đưa ra. Dạ yeah. Là chúng ta cũng chưa biết, còn chờ đợi. Đây những cái tường râm tên cộng tam quan đi vào đây, hai ông râm cầu ngọc ở giữa, còn hai bên là hình tường cũng được đóng máy ạ. Dạ. Hình ảnh chiều nay ngang qua khu vực Văn Thành Miếu rất là đẹp. Đấy thì thông ra vivo luôn, xung quanh được trồng rất là nhiều thông.